lắm nữa. Bô này nó dở nè, cái này khắc phục luôn. Đó, bô là bô nó bự quá để nó rung, vừa bị rụng nụ, giờ là bằng gan luôn nè, không thể xét nữa nè, bằng gan không thể xét luôn. Cái này về dùng như bằng nhiêu như xét luôn. Cái này đúng rồi nha, bằng phải không? Để mà cho con hình bạc liêu nó gỡ lên cho em nè. Bằng gan nè, thiên thu xét hay không thì bị kỹ vậy. Dầu đó, lâu lâu biên bằng dầu đó. Xe máy Bạc Liêu em thấy là như mới mua về đó cho nhớt rồi vô bấm tạp. Nó hồi xưa là có, bây giờ còn không? Chạy hết cái trong phần này nè, mà xe đó. Chạy 2 tiếng rồi đổ bỏ. Thôi đúng rồi, về quê thay đổi cho được, khỏi công nặng nề. Nhất cái cho nó lên. Chưa. Đang hành ở trong này nó báo nè. Giờ chưa có áo gối mặt lên. Cái đầu cơ động giật đóng len chút, còn nếu mà giật ngày thì khỏi, nếu mà để chừng đừng lại nửa tháng là phải đóng. Hồi xưa cái này nó mềm nè, sau này làm cứng rồi nè, cứng hoàn toàn. Thank you.
ba ốc này này. Hả? Nó còn một. Nó giòn á. Giòn như là xe máy mình vô bỏ hành đầu tiên là xích ốc vô lại đó. Nó giòn nó nở thôi, đúng cái đó rồi là xích vô hết rồi. Nè. Giòn Abia hát đây nè. Hả? Giống như cái xe máy mình đi đó. Vô bỏ hành đầu tiên là xích cái bô. Làm mát tuyệt đối luôn. Hồi xưa không có cái này. Bảo vệ cái ống rồi chưa là ống này nó sẽ nằm không à. Nó dây chai giờ nó làm ngủ cả luôn nè. Chưa là không có bảo vệ cái này. Ủa cái cốt ngày là cốt ống này rẻ hơn nhiều không? Rẻ hơn triệu á. Sẵn sợ sướng chết rồi. Chứ nhông như nhông ngược phải không? Nhông ngược có công đóng dịch nữa. Đúng rồi. Lúc phim mấy đứa nhông giận tóc xuống nữa. Nó giàu quá. Nhưng mà chạy nó bao xuống lắm. Gọi là nó chế đúng của nó thôi. Dịch cái 28 á. Còn đeo lại là cái này là bay luôn. Nó đuổi xà máy gì? Nha, chăn ngủ mà ta. Phải không? Chăn ngủ không? Chăn ngủ không? Không ngủ là dễ à? Yeah, yeah.